dùng con này quay lại tí, mai bán rồi thì có cái mà xem. À, cái kia đi. Đúng rồi, cái đấy thì với cái giống này nó không biết bao lâu nó mới được như thế. Kiểm xong không anh ơi? Kiểm xe, giao lưu cái đi. Họ chơi cây với nhau. Còn nhưng mà biết rồi nhưng mà bán được thì thôi biết không? Chúng ấy thì ngon đấy. Nếu bán được. Đang hỏi cái cây hải châu này này. Chị. Bác chủ chưa quyết, chưa bán. Bác cứ đi cái là gọi, có thể là gọi. Nói chung là mình chỉ trả được tầm đấy thì mình trả thế. Đây đang bảo cái này triệu hai. Trước thì chưa thấy nói, vì là ít cũng ít người hỏi. Với nó cái hải châu mà. Hai triệu đấy, cái kia hết pin rồi lấy cái này ra quay. Mà cái này thì nó hơi bé khó nhìn. Quá hả, hai triệu đây. Còn cái me này khủng lắm. Cái mè đang bảo 3 triệu mấy này, 3 triệu rưỡi. Bán sau đi một cây. Triệu 2 ở chỗ này bao nhiêu? Đấy, được đấy. Giao lưu nốt hai cây này là ok. Rồi có khách lấy cái cây hải châu kia, triệu 3. Rất nhiều quả. Một cây hải châu nữa nhưng mà cái này nó chưa có quả. Già lắm. Tôi chỉ thích cái mẹ cây mít quế với cái cây kim quýt này, cái khác thì ít quan tâm. Đây kỹ hơn cái cây mít quế này đang bảo là 3 triệu đấy. Kim quýt này đang bảo 3 triệu 6, 3 triệu 7.
triệu rưỡi. Sàn lỗ. Ông kia ông ấy kết hai cây cưa của chú lắm. Sàn. Nhiều cây dày nhau quá, nhiều cây dày nhau quá nên là khó quay, quay nhìn nó không kỹ được. Hải châu đẹp hết đấy. Yeah.